Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh review sản phẩm của điện tử DET. Video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một bộ chống trộm có báo động bằng cảm biến cửa. Đặc biệt đó chính là có thể gửi thông báo về điện thoại khi mà có người mở cửa. Bộ thiết bị này sẽ rất là tiện lợi trong dịp lễ Tết sắp tới. Khi mà chúng ta sẽ xa nhà nhiều ngày hoặc là thường xuyên vắng nhà thì bộ thiết bị này sẽ giúp ngôi nhà của chúng ta an toàn hơn, tránh bị mất cắp nha các bạn. Và để lắp đặt một bộ chống trộm bằng cảm biến cửa có thể gửi thông báo về điện thoại cho dịp Tết này thì chúng ta sẽ cần có một vài linh kiện như sau. Trước tiên đó chính là một sensor cảm biến mở cửa. Cái sensor này chúng ta sẽ có các tiếp điểm COM, NO và NC. Các tiếp điểm này sẽ đóng mở khi mà chúng ta mở cửa nha các bạn. Tiếp theo sẽ là một modem kích tàu trẻ có thể điều chỉnh thời gian WT104. Modem này sẽ giúp chúng ta nhận tín hiệu kích từ cảm biến và điều khiển ngõ ra tiếp điểm relay thông qua các chế độ trên modem đem lại. Một modem điều khiển relay qua Wi-Fi. Modem này sẽ là modem giúp chúng ta có thể nhận được thông báo về điện thoại khi mà có người mở cửa nha các bạn. Một cò để báo động khi có người đột nhập. Một công tắc on-off để chúng ta có thể tắt mở thiết bị. Một jack DC 5.5 để kết nối với adapter. Bây giờ từ sensor cảm biến mở cửa chúng ta sẽ đưa ra hai dây từ chân con và chân NO trên cảm biến nhé các bạn. Và hai dây đi từ cảm biến thì chúng ta sẽ chọn ra một dây bất kỳ lắp vào domino có trên mạch tàu trẻ WT104. Chúng ta sẽ lắp vào chân 6 đến 20V nha các bạn. Chân này sẽ là chân cấp nguồn cho mạch của chúng ta hoạt động. Và một chân còn lại đi từ cảm biến chúng ta sẽ cho vào chân trigger là chân kích ở trên mạch tàu trẻ này nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cắp hai dây âm dương của jack DC vào hai chân dương và âm của mạch kích tàu trẻ nhé các bạn. Đây chính là chân 6 đến 20V và chân VND. Sau đó từ chân VND chúng ta sẽ nối ra một dây và nối với chân gain để kích nha các bạn. Và ở modem điều khiển relay qua Wi-Fi thì ở đây các bạn sẽ thấy có một nút nhấn. Lật ra đằng sau nút nhấn này sẽ có hai chân ngay vị trí này. Các bạn sẽ hàn từ hai chân này ra hai dây để chốc này chúng ta sẽ kết nối với relay trên mặt tàu trẻ nhé. Hai dây này thì chúng ta sẽ cho vào hai chân tiếp điểm COM và NO trên mặt tàu trẻ nha các bạn. Bây giờ hai chân 12V và GND ở trên modem điều khiển này thì chúng ta sẽ nối ra hai dây và cho về chung với nguồn nha các bạn là 12V. Lúc này chân 12V chúng ta sẽ nối ra một dây nữa và kết nối với chân COM ở trên tiếp điểm. Và chân NO ở trên tiếp điểm chúng ta sẽ kết nối với chân dương của còi báo nha các bạn. Còn lắp công tắc thì cũng khá đơn giản. Các bạn chỉ cần ngắt đôi đoạn dây dương đi từ jack DC và nối hai dây đi từ công tắc vào hai đoạn đó là được nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ thử cấp nguồn cho bộ thiết bị hoạt động nha. Và để hoạt động thì chúng ta sẽ cần cài đặt một chút. Trước tiên là trên mặt tàu trẻ thì các bạn sẽ nhấn giữ nút set cho mình trong khoảng 3 giây. Khi vào màn hình chọn chế độ thì các bạn sẽ sử dụng hai nút up và down để điều chỉnh chọn chế độ. Như ở đây thì mình sẽ chọn điều chỉnh chế độ là 3.1 nha các bạn. Nhấn thêm một lần nữa vào nút set, chúng ta sẽ đến với cài đặt thời gian ngắt relay là OB. Ở đây các bạn sẽ tăng cho mình lên là 1 giây nha các bạn. Nhấn móc thêm một lần nữa để xem chế độ ngắt CL, chúng ta cũng sẽ tăng lên là 1 giây. Nhấn nút set thêm một lần nữa. Còn LOB, LOB đó chính là chọn vòng lặp. Nếu màn hình hiển thị dấu ba gạch như thế này, đó chính là khi mà nhận tín hiệu kích thì mạch sẽ lặp đi lặp lại liên tục.
Còn nếu chúng ta sử dụng hai nút up và down để tăng giảm chế độ, thì chúng ta có thể điều chỉnh số vòng lặp. Như đây thì mình sẽ thử chọn là 5 lần trước nha. Các bạn có thể tăng hoặc là chọn là chế độ vô hạn. Sau khi cài đặt xong thì các bạn sẽ để yên trong khoảng 5 giây để mạch tự động luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cần ngưng cấp nguồn và bật lại. Và trước khi để đưa vào sử dụng thì chúng ta sẽ cần cài đặt một chút về modem điều khiển relay qua Wi-Fi với điện thoại của chúng ta thông qua app Airwilling. Cách kết nối giữa modem với điện thoại cũng khá là đơn giản và mình đã làm ở rất nhiều video rồi. Các bạn có thể xem lại những video trước cách lắp đặt và link hướng dẫn thì mình sẽ để dưới phần mô tả video. Các bạn có thể nhấp vào đó để xem video hướng dẫn nhé. Và sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ vào một màn hình điều khiển như thế này nha các bạn. Ở màn hình này thì các bạn sẽ cần phải nhấp vào dấu ba chấm như ở đây. Sau đó bật thông báo lên để ứng dụng có thể gửi thông báo về cho điện thoại của chúng ta khi mà có ai mở cửa. Bây giờ thì mình sẽ thử test cho các bạn xem luôn nha. Chẳng hạn như bây giờ các bạn đã bật công tắc chống trộm ở cạnh bên cửa lên và có ai đó đột nhập vào nhà chúng ta, thì bộ thiết bị của chúng ta sẽ báo động, đồng thời sẽ gửi thông báo liên tục về điện thoại của chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta biết là đang có người đột nhập vào nhà. Và thời gian báo động của bộ thiết bị này sẽ tùy thuộc vào số vòng lặp ở chế độ LOB mà lúc nãy chúng ta đã cài đặt. Lúc nãy mình cài đặt là 5 lần. Vì thế sau hết 5 chu kỳ thì bộ thiết bị của mình sẽ ngừng hoạt động nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử làm một lần nữa. Khá là hay phải không các bạn? Và nếu các bạn tăng chu kỳ của LOB lên thì thời gian báo động của chúng ta sẽ lâu hơn nha các bạn. Hoặc là chúng ta có thể cài đặt lặp đi lặp lại vô tận như lúc nãy mình đã hướng dẫn. Khá là hay để chúng ta có thể áp dụng trong những chuyến xe nhà ở dịp Tết này phải không các bạn? Và đó chính là video hướng dẫn lắp đặt bộ chống trộm bằng cảm biến cửa có gửi thông báo về điện thoại. Và nếu các bạn muốn lắp đặt một bộ thiết bị như vậy thì link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video, các bạn có thể nhấp vào đó để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là giá cả của sản phẩm. Còn bây giờ xin chào các bạn ở những video tiếp theo.